Hồi nãy mình giăng lưới rồi, giờ mình đi cuốn. Lưới cả nhà. Tiếp tục kiếm cá ăn buổi chiều. Chiều này gió quá, nắng chuyện nghe chắc không rõ, không gài bữa nào cũng gió chứ, nói chuyện hù.
con nóng nên làm gì? Rồi lưới dính cua rồi con có làm được không? Con có sọc được không? Không biết gì hết trơn. Cá phi mình đây ăn bùi trong béo ngon lắm nha mọi người, chứ không phải như cá phi Đài Loan đâu nha. Cỡ. Còn có ít à, lớn rồi. Sâu quá, mương sâu quá, học giò không tới. Ồ, thật quá mình chắc được 3 ký á. Rồi. Đây. Bye bye nha. Cho cua ăn nha mọi người. Cá mình cắt sẵn hết rồi. À, gì đó. Thấy không? Thấy vuông mình không? Rộng mênh mông luôn không?